Anh đang xem dự án resort của Đại Á hả? Ừ, anh đang kiểm tra lại bản thiết kế. Con có thể thay đổi một số điểm cho phù hợp hay không? Anh sợ ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên của khu vực đó hả? Anh biết có nhiều người sẽ có suy nghĩ giống như em, muốn bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của bản địa, nhưng mà vẫn phải có sự sang trọng và đẳng cấp của resort. Hai cái đó hoàn toàn hơi khó, chi phí sẽ đội lên rất cao. Nhưng mà em nghĩ á, chắc là cũng phải có giải pháp nào để cân bằng cả hai được chứ hả? Có những chuyện nhìn rất là dễ, nhưng khi bắt tay vô làm rồi sẽ phát sinh rất nhiều thứ, không bao giờ hoàn toàn giống như những gì em nghĩ đâu. Làm gì làm cũng phải nghĩ tới lợi ích công ty lên hàng đầu. Vậy nếu mà đạt được lợi ích riêng mà tổn hại đến người khác thì anh sẽ lựa chọn cái nào? Sao em lại hỏi anh như vậy? Tại vì em nghĩ nếu mà công ty mình xây dựng theo bản thiết kế thì hơi tiếc cái cảnh quan nguyên sơ ở nơi này. Không biết là chị Thi đã ưng được cái resort nào chưa ạ? Nãy giờ chị chọn hơn một tiếng đồng hồ rồi đó. Em biết đây là lần đầu tiên chị đi du lịch với một chàng trai thanh lịch và đẹp trai giống như em. Chị Thi cũng không cần phải quá căng thẳng vậy đâu, làm gì lâu vậy? Hay là mình chọn cái này đi. Cái này không có xe đưa vô tới tận nơi đó, phải đi bộ 2 cây số. Cơ sở vật chất kìa, rất là sơ sài, chính xác là không có gì luôn á. Nhưng mà em không có thích mấy cái resort kia, phá nát thiên nhiên tận diệt tài nguyên. Không biết phải nói gì với em luôn á. Nói giống như em mấy cái resort kia nó đóng cửa luôn á. Ai đi du lịch mà tao không thích tiện nghi đầy đủ, đúng không? Thôi, nhưng mà mình phải biết tính toán cân bằng cho hợp lý chứ. Ai lại đi phá hết mấy chục hectare rừng dương, chú trọng tới lợi ích kinh doanh thôi. Nói như một nhà bảo vệ môi trường. Mình làm sao vậy? Sao lại nhớ những chuyện cũ vào lúc này chứ? Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.